Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, chúng ta cùng so sánh đội hình U23 Việt Nam năm 2018 lập kỳ tích ở Thường Châu và U23 Việt Nam hiện tại chuẩn bị tham gia vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan. Hai năm sau kỳ tích tại Thường Châu, lực lượng của U23 Việt Nam đã có những xáo trộn lớn trong lần trở lại giải U23 châu Á. Trở lại U23 châu Á sau 2 năm, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn trong tay 7 người học trò đã cùng ông đi tới trận chung kết châu Á tại Thường Châu. U23 Việt Nam hiện tại có nhiều thay đổi ở hầu hết vị trí so với 2 năm trước. Ta hãy cùng đánh giá sự khác biệt giữa hai đội hình U23 Việt Nam năm 2018 và U23 Việt Nam năm 2020. Ở vị trí thủ môn, Bùi Tiến Dũng năm 2018 được đánh giá là 8,5 điểm. Nguyễn Văn Toản năm 2020 được đánh giá là 7,5 điểm. Để thủng lưới nhiều nhất, nhưng Tiến Dũng vẫn là chốt chặn đáng tin cậy của U23 Việt Nam ở Trung Quốc 2 năm trước, với đỉnh cao là 2 lần chiến thắng trên chấm luân lưu trước U23 Iraq và Qatar. Trong khi đó, Văn Toản dù đang có ưu thế ở U23 Việt Nam nhưng thể hiện chưa thật tốt tại SEA Games. Anh có vị trí phần nào nhờ sự sa sút của Tiến Dũng. Hậu vệ phải, Vũ Văn Thanh năm 2018 được chấm 8,5 điểm, Hồ Tuấn Tài năm 2020 được chấm 7,5 điểm. Văn Thanh đã là ngôi sao lớn ở tuyển thủ quốc gia khi dự giải đấu 2 năm trước, trong khi Tuấn Tài lúc này còn đang là sao trẻ tiềm năng. Văn Thanh sở hữu khả năng lên công về thủ toàn diện, có quả phạt đền mang tính biểu tượng, còn Tuấn Tài là mối đe dọa trong các pha bóng bổng. Trung vệ lệch phải, Đỗ Duy Mạnh năm 2018 được 8 điểm, Huỳnh Tấn Sinh năm 2020 được 7,5 điểm. Cả Duy Mạnh và Tấn Sinh đều là mẫu cầu thủ ổn định, có khả năng phát động tốt từ tuyến dưới. Tuy nhiên, Duy Mạnh giàu kinh nghiệm hơn khi lên tuyển quốc gia từ năm 2015, còn Tấn Sinh mới đá chính ở U23 quốc gia từ năm 2019. Trung vệ giữa, Trần Đình Trọng năm 2018 anh được chấm 8,5 điểm. Trần Đình Trọng năm 2020 anh được chấm 8 điểm. Huấn luyện viên Park Hang-seo có lý khi giữ Đình Trọng ở lại. Anh là cầu thủ đá chính duy nhất trong bộ tam vệ còn sót lại từ thời Thường Châu. Tuy nhiên, phong độ của Trọng tại giải châu Á lần này là dấu hỏi lớn khi anh vừa phục hồi chấn thương. Trung vệ lệch trái, Bùi Tiến Dũng năm 2018 anh được chấm 8 điểm. Nguyễn Thành Trung năm 2020 được chấm 8,5 điểm. Thành Trung đang trải qua mùa giải hay nhất của sự nghiệp. Anh trưởng thành vượt bậc ở câu lạc bộ Hà Nội, chỉ đá 17 trận trong V-League nhưng gần như chiếm suất chính thức ở đấu trường châu Á. So với đàn anh Bùi Tiến Dũng, Thành Trung chơi đầu không kém hơn và tỏ ra nhỉnh hơn ở khả năng làm bàn. Hậu vệ trái, Đoàn Văn Hậu năm 2018 anh được chấm 7,5 điểm. Thanh Thịnh năm 2020 anh được chấm 7,5 điểm. Văn Hậu chỉ chơi 3 trong 6 trận trong hành trình kỳ diệu tại Trung Quốc vì chấn thương. Đó là lý do khiến anh không đóng góp được quá nhiều trong chiến công. Năm nay, Văn Hậu không thể về dự giải vì tập trung cho câu lạc bộ ở Hà Lan, tạo cơ hội cho Thanh Thịnh giữ vị trí này. Hậu vệ trưởng thành từ PVF tấn công tốt nhưng còn cần cải thiện thêm về khả năng phòng ngự. Tiền vệ trung tâm, Phạm Đức Huy năm 2018 anh được chấm 8 điểm, Nguyễn Đức Chiến năm 2020 anh được chấm 8,5 điểm. Cả hai đều là những chiếc máy quét từ xa của U23 Việt Nam, người hùng thầm lặng ở tuyến giữa. Tuy nhiên, Đức Huy khi đó mới làm quen ở vị trí này còn chưa lâu. Đức Chiến đã chơi rất hay ở V-League trong vai trò tương tự, cao tới 1m84 và nặng 79kg. Đức Chiến đang trên đường trở thành tiền vệ phòng ngự hàng đầu của Việt Nam trong tương lai gần. Tiền vệ trung tâm, Lương Xuân Trường năm 2018 anh được chấm 8 điểm, Nguyễn Hoàng Đức năm 2020 anh được chấm 8 điểm. Điểm mạnh của Xuân Trường trong giải đấu năm 2018 là sự ổn định, khả năng gắn kết giữa tập thể và những hành động mang tính biểu tượng. So với Xuân Trường, Hoàng Đức mạnh mẽ, đa năng hơn và kỹ thuật không kém. Anh cũng gánh trách nhiệm nặng nề hơn khi Quang Hải dính chấn thương ở nửa sau SEA Games nhưng đã chơi khá tốt. Tiền vệ công, Nguyễn Quang Hải năm 2018 anh được chấm 9,5 điểm, Nguyễn Quang Hải năm 2020 anh được chấm 8,5 điểm. Màn trình diễn của Quang Hải ở 2 năm trước là đỉnh cao mà hiếm cầu thủ Việt Nam nào từng đạt tới. Hải đã trưởng thành rất nhiều và duy trì phong độ ấn tượng trong 2 năm qua. Tuy nhiên, anh vừa trở lại sau chấn thương và khó có thể bùng nổ như trong quá khứ. Tiền đạo, Nguyễn Công Phượng năm 2018 anh được chấm 7,5 điểm, Hà Đức Chinh năm 2020 anh được chấm 8,5 điểm. Khi có thể nói giải đấu năm 2018 thực sự thành công với Công Phượng trên tư cách cá nhân, anh đã chính 6 trận nhưng chỉ ghi 1 bàn, thành tích khá khiêm tốn với cầu thủ đá cao nhất trên hàng công U23 Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Đức Trinh cũng có 1 bàn ở giải đấu năm ấy và vừa rời SEA Games với thành tích vua pha lưới sau 8 lần lập công. Tiền đạo Phan Văn Đức 2018 anh được chấm 8 điểm, Nguyễn Tiến Ninh năm 2020 anh được chấm 8,5 điểm. Khởi đầu giải trong vai trò dự bị nhưng Văn Đức càng chơi càng hay, đá chính trong giai đoạn cuối và tận dụng bước đà U23 châu Á để vươn mình thành ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam. Trở lại giải châu Á sau 2 năm, ông Park không còn Văn Đức nhưng lại sở hữu một ngôi sao khác là Tiến Linh, người đã ghi 6 bàn tại SEA Games vừa qua. Vâng, thưa các bạn,
vừa rồi chúng ta đã đánh giá tình hình thực lực của U23 Việt Nam trong năm 2020 chuẩn bị tham dự giải vòng chung kết U23 châu Á ở tại Thái Lan. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời các bạn đăng ký để nhận những thông tin mới nhất. Cảm ơn.